Ok và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và em là Khang Gờ đây. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục trở lại về Block Mango. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn, mình sẽ chơi Block Mango chế độ Skyward Lucky Block các bạn, chứ không phải là Backward nữa. Chúng ta phải có một cái gì đó, chúng ta thay đổi một xíu các bạn. Ok, ôi có giáp này. Không biết là các bạn có thích chơi kiểu Skyward không, nhưng mà mình cũng khá là thích chơi Skyward các bạn. Ui, ui tim mình căng thẳng vậy, tim mình căng thẳng quá. Ok, xem nào. Đấy, chúng ta sẽ có Lucky Block màu xanh nước biển. Ui, màu xanh nước biển là nó sẽ cho mình giáp nha các bạn. Giáp ngẫu nhiên anh em. Ok. Ok, sau nhà tôi toàn là xanh nước biển. Ui, táo vàng, có táo vàng, ngon, ngon. Thì như các bạn đã biết thì chúng ta đã có thể sử dụng được táo vàng rồi, nên là đâm ra là mình rất là bờ rờ đó. Trời ơi, tim mình nó căng thẳng rồi. Trời ơi, tim nó vô trọng đó. Nó xử đẹp mấy thằng trong đây luôn các bạn. What? Thần thánh phương nào? Oh my god, hacker các bạn. Trời ơi, nó tiêu diệt hết mấy anh niên kia luôn. Mình còn chưa kịp làm cái chi luôn các bạn. Thiệt luôn á. Nó làm hết rồi. Mình chưa kịp làm cái gì luôn. Trời ơi. Ủa gì vậy? Nãy giờ mình vừa mới vô các bạn, mình chưa kịp làm cái gì luôn là hai thằng bên đây nó mất tiêu luôn, mạng mất xác luôn. Ừ, tôi quay lại cái mất tiêu. Ê. Ủa? Gì vậy? Emotional damage. Ok các bạn, giờ chúng ta sẽ vô trận tiếp theo các bạn. Trận nãy chắc là mở đầu thôi, không có gì hết các bạn. Coi như là chưa thấy gì xảy ra đi các bạn. Mình cũng biết sao tiện cái mình tự bay màu luôn các bạn. Chắc là cười người hôm trước, hôm sau người cười lại các bạn ơi. Ok, không sao cả. Ủa, gì đây? Prop block à? Ồ, cái này tạo ra nước các bạn. Ok, cái này mình biết nè. Ủa, táo vàng. Ủa, được giáp vàng này, ngon. Đôi giày này được cái gì vậy ta? Không biết nữa, nhưng mà mình sẽ mang giày sắt. Ok, mang cái nào nó bờ rồi thì mình nên mang các bạn. Ok, giáp sắt à. Nó. Ui, có kiếm sắt không? Quay, anh đẹp trai, ngồi trong quán uống ly cà phê. Ok, hiểu rồi. Hiểu cách bắn rồi bạn. Cái này nó cũng giống Backward sao các bạn ơi. Mình sẽ bắt lóc. Để tôi bắt lóc nha fan bạn ơi. Ê. Cái gì vậy? Chào cậu. Ê, tin tôi đâu ra vậy? Cái thằng quỷ này chấp làm sao mà được. Đâu rồi? Ê, trời ơi, fan ơi, tôi đang đứng nhắm mà. Trời ơi, team mình các bạn đang đứng nhắm thằng này. Thằng team mình nó vô các bạn. Này thì nhau. Ăn quả táo liền, nháo là phải ăn quả táo liền các bạn ơi. Ok. À, mặc đồ vô đã. Ồ, có kiếm sắt này. Ui, fireball. Ồ, có gì đây? Bóng tuyết à. Ngon. Ui, gì đây? Restore your heal after kill the enemy. Ồ, có nghĩa là khi mà mình tiêu diệt được một đối thủ bạn, nó sẽ gọi là full hồi máu full cho mình luôn. Rồi hả? Nếu cầm cái cây này mình BB thì mới được các bạn, còn cầm mấy cây khác hình như không được. Cái này thì mình bắt lóc giống Backward không được các bạn ơi, mình phải bắt lóc như thế này đó bạn. Đấy, rất là từ từ và từ tốn các bạn ơi. Ôi ôi, cái này nó còn tự động nhảy nữa chứ. Tới công chuyện thiệt các bạn. Ok, mình sẽ boom. Nice. Easy, đối với Khang là easy các bạn. Rồi, ok, đi nè. Từ từ thôi, ok. Đấy, để xem nào, bên mid thì có những gì. Ui trời ơi. VIP tê. Oh my god. Lùm hết. Ồ, gì đây? Cái pro block này nó sẽ cho mình những cái vật phẩm ngẫu nhiên hả? Ồ, hình như là như vậy. Ồ, cái gì vậy? Cuốn sách gì đây? Hả? Nani? Ồ, review contract có nghĩa là liên hệ với lại sao ta đi vỗ bạn. Ok. Ồ gì ạ? Cái gì vậy? Lần này mình sẽ chơi thật là nghiêm túc các bạn. Chúng ta sẽ không gọi là chần chừ nữa. Mình sẽ qua thẳng bên mid để mình có đồ VIP luôn bạn ơi. Chết tiệt thiệt các bạn. Đúng, không hiểu cái gì, nãy giờ vô toàn bị cái gì các bạn. Không hiểu cái gì, hôm nay mình bị làm sao. Gì đây? You check the waterfall. Oh, có nghĩa là cái đảo của mình nó bị sen, bị ngập nước các bạn. Oh my god. Oh, it appear. Ngon. Oh, cho mình đồ VIP đi các bạn. Oh, có giáp này, ngon, được. Có giáp còn đỡ hơn là không có các bạn. Đúng. Ê, mình nghe tiếng bắn cung ấy nha. Nghe tiếng bắn cung kìa. Ồ, cái cây này mình móc mấy thằng khác các bạn. Ok, có kiếm này. Boy. Mình sẽ quăng Ender qua bên mid. Mình sẽ qua bên mid, mình lấy đồ. Kế hoạch quá là hoàn mỹ luôn. Mình phải đi từ từ tốn bạn ơi. Phải đi từ từ thôi. Oh my god. Sợ thật sự các bạn.
trên PC hình như là ấn nhanh thì nó sẽ bị bắt lóc rồi là lé lên trên. Chết tiệt thiệt. Trời bắn cung tôi à. Chết tiệt thiệt các bạn. Trời ơi bắn cung ga mà bắn bắn còn dính hôn. Quá gà. Gà quá các bạn ơi. Quá nồng các bạn ơi. Mình sẽ lấy hết. Yes. Ok và mình sẽ đặt ra và đáp. Bây giờ nó sẽ cho mình giáp kim cương. Bây giờ mình đang cần rất là cần giáp kim cương các bạn ơi. Ok, nhưng mà toàn giáp sắt thôi. Này ní luôn. Không hiểu kiểu gì. Ô có giáp vàng này. Cũng được. Giáp vàng vô. Để lên, come on. Cái màu đỏ là vũ khí các bạn. Lại là cành cầu, katana. Oh my god. Poison Breaker. Ok, có nghĩa là đao độc các bạn. Cái này là khi mình đánh đối thủ hình như là mấy thanh niên nó sẽ bị độc á. Cái kẹo. Ngon. Ok, ăn được không? Vậy đây Candy Bar Crabble. Cái này như là đánh bật lùi đúng không ta? Mình cũng không biết nữa bạn. Mình lần đầu chơi cái Skyward Vlog này nè. Mình cũng không biết là đây là vật phẩm gì nữa. Nếu mà các bạn biết đừng quên là comment bên dưới nha. Mình biết nha anh em. Ok. Nghe nói là trong đây hình như cũng cài được rank đúng không nhờ? Thế thì tại sao mình lại không chơi Skyward nhiều hơn? Ok, từ từ đã. Có cung này. Chuyển lên đây, bắn thằng quỷ này đi. Quỷ sứ ha. Oh my god. Tiên tí kìa. Chết tiệt thiệt các bạn. Thằng đó nó bắn cung nhanh hơn mình các bạn. Chết tiệt này. Bước ra đây. Xong pha hiến máu. Tại sao nó có cung xịn vậy? Oh my god, cái cung nó ra vậy? Quỷ này. Mình có đồ viết là nó tới công chuyện mình á. Nhưng mà hên nó đó là mình chưa có. Gì đây? Pumperang. À không, cái này là nãy mình biết. Này nãy mình còn chưa kịp dùng là mình. Oh, kim cương. Wow. Quá ngon. Cất bớt mấy cái mình không cần thiết đi bạn ơi. Ok, đây, mấy cái mình không cần thiết cất hết đi. Oh yeah. Ê, cái này thì cần á. Đây hết đi. Nghe tiếng gì đó. Oh my god, nghe TNT. TNT đâu đây? Oh my god. Đâu quá. Mình không đập này nữa đâu bạn. Mình sẽ đập cái khác. Đập cái lá cây đi. Cái này là prop đúng không? Ây. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. Oh my god, tiện cái qua nhà khác luôn hay quá. Cái này là gì đây? Get the devil contract, unlock the quick peel function, get bum. Okay. Hiểu gì chưa? Gì đây? Có nghĩa là mưa. Oh my god, mưa thiên tập. Mưa thiên tập đấy ạ. Nữa à, mưa nhiều vậy. Rồi mình sẽ dịch chuyển tới một người nào đó bất kỳ. Và team nó không có ai. Hên nó chứ team mình nó có ai là tới một chuyện mình luôn á. Mình biết luôn. Oh my god. Cái gì đó? What the hell? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình vừa bị gì đó các bạn, hình như bị sấm chớp. Ôi các bạn thấy gì không? Game này nó ảo mà là gì đà thiệt cái chứ. Không hiểu cái gì luôn. Ừ, cái bị chạy đó, bị chạy nó tùm lum vậy trời. Đất ơi, không hiểu gì hết bạn. Ủa, cái gì vậy? Gì đây? Sách gì đây? Cuốn sách chấn kinh. Trời ơi, Golden Knight. Ủa, có nghĩa là phun nắp vàng, ngon. Thế thì càng ngon, thế thì quá ngon. Ok. Đập cái xanh nước biển, xanh nước biển là giáp rồi. Mình không đập nó đâu, tại mình cũng phun đồ vàng các bạn. Sợ gì, ngại gì. Ủa, gì đây? Thuốc. Thuốc gì vậy? Thuốc này uống vô có trường sinh bất lão không? Ồ, tàn hình. Ngon quá. Ok. Let's go. Còn nào không? Còn thằng nào không? Bước ra đây coi. Ra tới công chuyện mình luôn á. Ok. Mình sẽ các bạn tên ông mình qua mình ti được hai thanh niên này luôn tên ông bạn. Tên chứ. Tên ông. Thôi nhá, để mình coi cái này bao nhiêu giây vậy? Này không biết bao nhiêu giây luôn ba. Trời ơi. Giờ còn 4 người là một hang này là đây, thêm một hang bên đây nữa. Rồi. Ủa trong đây có dù hả? Ảo thật đấy. Nani? Trong đây vẫn có dù kìa các bạn. Oh my god. Thải quá. Uống thuốc tàng hình đã. Uống tàng hình cho đỡ sợ bạn ơi. Oh my god, mình cần táo vàng. Ai nếu táo vàng? Nhưng mình không có táo vàng. Nani? Mình miếng táo vàng đi cái bò ăn. Oh my god. Làm sao đập ra táo vàng đây? Táo vàng đập ra từ cái này đúng không? Hay là cái kia ta? Không sao nó cay. Hả?
Rồi event. À cái này là event các bạn, cái này event không nên đập, không nên đập cái này các bạn ơi. Cái này nguy hiểm quá. Bước ra đi. Bước đi. Không chơi nó nữa. Oh, fireball. Ok ok. Nhưng mà bây giờ mình nên cần tối dạng để mình hồi máu. Oh my god. Ăn tim nó mà qua là tới công chuyện luôn á. Oh my god, cái này mình không vứt được nè. Oh my god. What? Boy. Đó là chúa tể khu vực này. Ok. Tới đi nào mấy cưng. Hãy tới đây đi. Tới luôn bên kia. Yeah. Bye bye. Bye bye. Còn một thằng nữa đâu. Bước ra đây kiếm ăn coi. Quỷ đâu mày? Trời, nó trốn một câu hay gì các bạn ơi. Trốn mất tiêu luôn. Chết rồi. Chết rồi, còn hàng nữa mà nó trốn rồi. Đi chứ. Từ từ, mình nghe tiếng đó đúng không? Tiện tấp 1 bạn. Nói chung là dễ chê mà. Dễ thôi bạn. Trời ơi, nói chung là Skyworld đối với mình nó cũng gì thôi. Đấy thì ok, nói chung là video gọi là test thử gọi là Skyward Lucky Vlog của mình tới đây hỏi bạn đấy. Thì nếu các bạn thích gọi là mình làm hơn nhiều về những cái video vlog là gì ta, Skyward Lucky Vlog trong Vlog Mango nữa, đừng quên là comment bên dưới mình biết nha. Và đừng quên là cho mình một like nè, một đăng ký, và đừng quên lẫn cái chuông kết đăng ký và chọn tất cả để không làm video mới trên YouTube mình em. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên nút tim hộ tim nha. Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp lại sau. Bye bye mọi người. Bye bye.